Xin chào tất cả các bạn nha. Trước khi vào video, các bạn nhớ một like, đăng ký để cập nhật những video mới nhất từ mình nhé. Tiếp tục video này, mình giới thiệu cho bạn tham gia một trình để góp nhận 10 đô tốc cẩn hâu đến từ dán Halo Network ngày bạn con này Go3. Thì để tham gia hôm nay, các bạn cần click phần link mô tả dưới video mà mình phong các bạn. Dòng đầu tiên các bạn để địa chỉ email của các bạn vào. Dòng thứ hai các bạn join kênh group seller này. Dự án này khá là ngon nên các bạn làm các bạn. Rồi các bạn join sao nè. Rồi sorry các bạn, để mình join Telegram. Rồi các bạn join sao các bạn. Rồi các bạn mới đắp lên nè. Bạn join tiếp kênh seller nè. Sau đó bạn mới đắp lên nè. Sau đó bạn follow Twitter nè. Rồi sau đó bạn mới đắp lên nè. Rồi Discord. Sau đó các bạn Discord làm sao đây bạn? Tiếp tục follow Reddit nè. Trên Discord thì các bạn bấm vào join community các bạn. Rồi các bạn like đăng cái luôn. Bật up lên nè. Tiếp tục các bạn copy cái hashtag này nè. Các bạn tweet lên nè. Các bạn like nè. Các bạn chỉnh dẫn cho tweet với hashtag nha bạn. Các bạn tăng dài các bạn mình vào luôn. Rồi các bạn tweet lên nè. Sau đó các bạn mới đắp lại lên phong nè. Rồi sau đó thì các bạn join vào Discord nè. Thôi join vào Discord nè. Rồi anh chờ mình join Discord chút xíu các bạn. Trên Discord thì bạn chấp nhận làm người ta các bạn. Rồi trên Discord thì các bạn verify nha các bạn. Không có một verify các bạn nhấp vào mẹ như cái mục này kìa. Mình cũng không gánh này nữa. Coi có trúng cái gì không. Ok vậy là nó không yêu cầu gì bạn. Các bạn chỉ join vào được các bạn. Tiếp tục thì bạn copy lại cái username avatar của mình nè. Các bạn sao chép lên các bạn. Các bạn để mình sao chép lên. A cộng thân 6061. Rồi bạn chạy về lên form các bạn. Bạn dán username Discord mình vào đây nè. Cộng thân 6160 6061 ta. Cộng thân 6160. Rồi. Lần đầu tiên thì các bạn điền địa chỉ username Telegram của tất cả các bạn vào các bạn. Dòng thứ hai thì các bạn điền là username Twitter bạn đã follow dán. Dòng thứ tư thì các bạn điền là username Discord. Username Reddit thì các bạn nhấp vào Reddit này các bạn. Các bạn nhấp vào ba cái anh cùng. Các bạn nhấp vào avatar của mình nè. Các bạn copy username mình chỗ này nè các bạn. Rồi các bạn sao chép ra nè. Rồi các bạn dán vào đây. Ơ đây chứ. Tiếp tục gọi là link retweet nè. Thì bạn mở Twitter tất cả các bạn gọi lại nè. Thì bạn nhấp vào ba cái anh cùng, nhấp vào một hồ sơ nè. Nhấp vào chia sẻ nè. Rồi bạn sao chép liên kết nha bạn. Sau đó các bạn gửi vào đây nè. Tiếp tục cái địa chỉ ví này thì các bạn nên dùng địa chỉ ví ETH ở trên ví MetaMask các bạn. Sau này để coi nó có trả về cái mạng ETH hay là mạng Halo gì mình sẽ thông báo sau cho các bạn nha các bạn. Thì các bạn dùng chọn mạng Ethereum Network nè. Các bạn bấm nhận nè. Các bạn sao chép lên các bạn. Rồi các bạn dán vào đây. Rồi các bạn muốn gửi là xong rồi các bạn. Ok vậy video mình đã hướng dẫn các bạn nhận 10 đô token hold đến đây mới thúc các bạn. Vậy mình chào tạm biệt các bạn. Hẹn tất cả các bạn những video clip tiếp theo từ mình nhé.